Xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ TV. Nếu thấy hay các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến từ tin tức 24 giờ TV nhé. Sau đây mời quý vị cùng đến với các nội dung chính có trong chương trình. Kính thưa quý vị, trong bản tin thời sự nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những tin chính sau. Bất ngờ trước danh tính nữ nghi can cướp ngân hàng từng là thí sinh game show truyền hình hài Vạch trần những sai phạm của cựu xếp VEC tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Xóm làng xứ Quảng giải cứu 55 mâm cỗ cưới bị ế do mưa lũ Bắt đối tượng mua danh sách người vay tiền để lừa đảo Bão số 6 hình thành hướng vào Quảng Nam – Bình Định Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết Bất ngờ trước danh tính nữ nghi can cướp ngân hàng từng là thí sinh game show truyền hình Phùng Thị Thắng, nữ nghi can cướp 2,1 tỷ đồng tại một phòng giao dịch của Techcombank Thành phố Hồ Chí Minh, từng là thí sinh trong một game show truyền hình chuyên về hài. Chỉ sau 150 phút kể từ khi vụ cướp khoảng 2,1 tỷ đồng xảy ra tại một phòng giao dịch thuộc Techcombank, quận Tân Phú, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng phối hợp với cục cảnh sát hình sự C02 Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố tóm gọn nữ nghi can Phùng Thị Thắng, 24 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang, ở một trung tâm thương mại thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 2 giờ bắt gọn nữ nghi can cướp ngân hàng. Như tin tức 24 giờ TV thông tin, khoảng 12 giờ 30 phút ngày mùng 10 tháng 10, tại phòng giao dịch Trương Vĩnh Ký, thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, chi nhánh Tân Bình, địa chỉ 98A Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú đã xảy ra vụ cướp tài sản. Cụ thể vào thời điểm trên, nữ nghi can đội nón lưỡi chai mang kính đen, khẩu trang che kín mặt, đeo túi sách, bước xuống từ taxi đậu đối diện phòng giao dịch Trường Vĩnh Ký Techcombank, Công Banh, yêu cầu taxi dừng chờ rồi tiến vào bên trong phòng giao dịch, đặt túi sách xuống bàn, hô to là có bom, yêu cầu nhân viên phòng giao dịch gom tiền bỏ vào túi sách của nghi can này. Sau khi lấy được tiền, Thắng đi ra khỏi ngân hàng, khóa cửa lại và lên xe taxi tẩu thoát. Số tiền cướp được khoảng 2,1 tỷ đồng. Ngay khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố phối hợp với Công an quận Tân Phú C02 cùng các lực lượng khác nhanh chóng vào cuộc kịp thời. Hàng chục trinh sát đã tỏa ra nhiều hướng để tìm theo manh mối, dấu vết của nghi can cướp ngân hàng. Nghi can khai nợ nần trồng chất Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi xác định được vị trí của nghi can tại Trung tâm Thương mại Ion, quận Tân Phú, hàng chục trinh sát đã tỏa ra nhiều hướng để theo dõi. Một nguồn tin cho biết, nghi can này đi nhiều nơi trong trung tâm thương mại Ion, vào nhà vệ sinh thay quần áo, rồi mua một vali để cất tiền. Sau đó, Thắng di chuyển qua một trung tâm thương mại khác ở đường Cộng Hòa. Khoảng 15 giờ thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ cùng với tăng vật. Theo lời khai của Thắng, vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn lập nghiệp với mong muốn làm giàu nơi đất khách, Thắng bắt đầu học hỏi kinh nghiệm và tham gia các chương trình truyền hình thực tế để khởi nghiệp nhưng không thành công. Nghi can thừa nhận đang nợ nần trông chất, gặp nhiều khó khăn nên nghĩ đến việc đi cướp tài sản ngân hàng để trả nợ. Đang chú ý, Thắng từng tham gia một game show truyền hình về hài và cũng gây được sự chú ý với ban giám khảo. Thắng được đánh giá là một nữ thí sinh có tính cách khá nhí nhảnh. Trên sân khấu, từng tự tin nói, tôi có một khuôn mặt khá là xinh, cái tên rất là nữ tính, khiến người nghe phải giật mình. Tôi tên là Phùng Thị Thắng. Hiện cơ quan công an đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của nữ nghi can Phùng Thị Thắng để xử lý theo quy định. Vạch trần những sai phạm của cựu sếp VSC tại dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Bộ Công an xác định cựu phó tổng giám đốc công ty VSC cùng với 6 người khác có sai phạm khiến dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi không đảm bảo chất lượng. Bộ Công an thông tin về việc khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban quản lý dự án Đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi và một số đơn vị. Cụ thể cơ quan điều tra khởi tố ông Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Phó Tổng Giám đốc VEC, cựu Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu dự án Đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. 6 người còn lại gồm Hoàng Việt Hưng, Đỗ Ngọc Ân, Lê Nhiều Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Cao Tốc, Cao Hưng Đông, Võ Quốc Thiều, Phó Giám đốc Ban điều hành liên danh các gói thầu và Đào Văn Hoành, Giám đốc Ban điều hành của Tổng công ty Sông Đà. Cơ quan điều tra xác định các bị can đã vi phạm quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình thi công, nghiệm thu công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Hành vi của các bị can dẫn đến việc đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước. Theo kết quả điều tra, VEC với vai trò là chủ đầu tư dự án đã chọn được một số nhà thầu nước ngoài có đủ năng lực theo quy định. Tuy nhiên, khi thi công tuyến cao tốc, chủ đầu tư đã chấp nhận để nhiều đơn vị trong nước tham gia thi công không qua đấu thầu công khai. Trong số 13 gói thầu của công trình, chủ đầu tư đã chia nhỏ để các doanh nghiệp trong nước thi công, có đoạn còn được giao cho nhà thầu phụ không đủ năng lực thực hiện. Việc chia nhỏ gói thầu khiến các đơn vị không kiểm soát được chất lượng công trình. Ngoài ra bộ công an cũng kết luận VEC thuê một số đối tác ở Mỹ và Nhật Bản chịu trách nhiệm tư vấn giám sát dự án. Tuy nhiên các quan chức năng ghi nhận tại công trường chỉ có một số kỹ sư nước ngoài làm việc, còn lại thì chủ yếu là kỹ sư người Việt không đủ năng lực kinh nghiệm. Cơ quan điều tra cho rằng sai phạm của các bị can khiến việc thi công nghiệm thu công trình trước khi khai thác sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, từ đó thì tuyến đường đã không đảm bảo chất lượng, gây hư hỏng khi xe lưu thông. Hậu quả Tuyến cao tốc 34.500 tỷ, chi chít ổ gà, nứt gãy. Đặc biệt các đoạn thi công kém chất lượng bị hư hỏng khi gặp nắng nóng kéo dài hay mưa đột ngột. Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can liên quan đến vụ án. Trong đó, thì hai cựu phó tổng giám đốc VEC là Lê Quang Hào và Nguyễn Mạnh Hùng bị bắt tạm giam để điều tra. Xóm làng xứ Quảng, giải cứu 55 mâm cỗ cưới bị ế do mưa lũ Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại tỉnh Quảng Nam có mưa lớn, gây ngập lụt, chia cắt nhiều nơi. Ngày 10 tháng 10 cũng là ngày tốt, nên có rất nhiều gia đình ở tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ cưới cho con. Nhiều cặp đôi đã có những kỷ niệm để đời khi tổ chức đám cưới rước dâu giữa mưa lũ. Ở huyện Duy Xuyên, từ sáng sớm cùng ngày, nước mưa kết hợp với nước sông từ thượng nguồn đổ về khiến tuyến đường DT610 đoạn qua các xã Duy Trung, Duy Sơn bị ngập nặng khiến cho các dự định của người dân bị đảo lộn. Trong đó một nhà hàng tiệc cưới tại xã Duy Trung nhận nấu tiệc cho hai đám cưới, nhưng do nước ngập sâu, tiệc cưới phải hoãn, khiến 55 mâm cỗ mà nhà hàng này chuẩn bị sẵn bị ế. Để tránh thiệt hại, chủ nhà hàng đã mang số thức ăn đã chuẩn bị sẵn đưa đi bán cho người dân. Biết được thông tin, bà con xóm làng đã cùng nhau đến giải cứu số thức ăn được chuẩn bị cho các thực khách dự đám cưới. Tới trưa ngày 10 tháng 10, chủ nhà hàng đã giải phóng được 49 trên 55 mâm cỗ, giúp giảm thiệt hại cho mình cũng như gia đình cô dâu chú rể đã đặt hàng trước đó. Theo Đài khí tượng Thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam đã mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24 giờ qua, từ 7 giờ ngày 9 tháng 10 đến 7 giờ ngày 10 tháng 10 tại các địa phương vùng núi phía Nam, phổ biến từ 90 cho tới 180 mm. Vùng núi phía Bắc và vùng đồng bằng ven biển, phổ biến từ 200 đến 300 mm, có nơi trên 435 mm. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Hiện nay mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ đang lên. Lúc 15 giờ ngày 10 tháng 10, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 9,29 m, trên báo động 3 0,29 m. Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 7,18 m, dưới báo động 2, 0,32m. Tại Câu Lâu là 3,19m, trên báo động 2 là 0,19m. Tại Hội An là 1,68m, trên báo động 2, 0,18m. Trên sông Tam Kỳ, tại Tam Kỳ là 1,75m, trên báo động 1, 0,05m. Dự báo lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ tiếp tục lên trong đêm nay. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Bắt đối tượng mua danh sách người vay tiền để lừa đảo. Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Văn Đúng, 30 tuổi, quê ở Kiên Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin điều tra ban đầu, Đúng lên mạng xã hội mua được thông tin cá nhân của khoảng 500 khách hàng từng vay tiền của công ty tài chính. Đúng gọi vào số của bà NNL, 47 tuổi, ngụ quận Thủ Đức thì được người này cho biết bà có nhu cầu vay tiền. Từ đó thì Đúng nảy ra ý định lừa bà L để chiếm đoạt tài sản. Chiều mùng 5 tháng 10, đúng rủ thêm HHH, 28 tuổi quê Kiên Giang, đến gặp bà L tại một quán cà phê ở phường Bình Triểu, quận Thủ Đức. Khi gặp bà L, đúng mượn điện thoại, căn cước công dân và số tài khoản của người này để làm thủ tục vay tiền. Sau khi được duyệt vay, đúng cầm thẻ ATM của bà L kèm mật khẩu và nói đi sau kê tài khoản hoàn tất thủ tục. Khi đúng đi được 20 phút thì điện thoại của bà L thông báo tài khoản bị rút tiền nên nạn nhân nghi ngờ và giữ hát lại. Tuy nhiên thì người này bỏ chạy và để lại điện thoại cùng túi sách. Khi đúng và hát quay lại gặp bà L để trao trả tài sản thì đã bị công an giữ lại. Công an quận Thủ Đức cho biết cơ quan này đang làm rõ hành vi của hát, đồng thời đơn vị này cũng thông báo ai là nạn nhân của đúng đến đội điều tra tổng hợp hoặc gọi cho cán bộ tên Thảo qua số điện thoại 0283 8972021 để phối hợp điều tra. Bão số 6 hình thành hướng vào Quảng Nam Bình Định. Bão số 6 sẽ đi vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định với sức gió cấp 8 giật cấp 10, ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây ra ở đợt mưa lớn 500 đến 700 mm cho các tỉnh Trung Trung Bộ. Dự sáng ngày 11 tháng 10, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh thành bão số 6, ảnh hưởng của bão, đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 7 giật cấp 9. Trong khi đó mưa lớn 100 đến 150 mm cũng xuất hiện tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi trong đêm qua. Lúc 4 giờ, tâm bão cách Quảng Nam khoảng 240 km, cách Quảng Ngãi 180 km, cách Bình Định 170 km. Sức gió mạnh nhất cấp 8 từ 60 cho đến 75 km/h, giật cấp 10. Bán kinh gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng tây với vận tốc 20 km/h và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. 16 giờ ngày 11 tháng 10, tâm bão nằm ngay trên đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 8 giật cấp 10. Sau đó bão giữ hướng đi và vận tốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp. Ảnh hưởng của bão gây gió mạnh cấp 6, 7 giật cấp 9 tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sáng ngày 11 tháng 10. Riêng đất liền Quảng Nam, Quảng Ngãi, gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Phú Yên có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Ngoài ra, một đợt mưa lớn rất lớn sẽ tiếp diễn tại Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ liên tục trong các ngày từ 11 đến 13 tháng 10. Tổng lượng mưa phổ biến tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam ở mức 500 đến 700 mm, có nơi trên 700 mm. Các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi mưa lớn từ 400 đến 600 mm, trong khi đó, lượng mưa tại khu vực Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên giao động từ 300 đến 500 mm. Mưa cũng dần mở rộng ra phía Nam Hà Tĩnh và khu vực Bắc Tây Nguyên với vũ lượng 200 đến 300 mm. Chuyên gia khí tượng cho biết, diễn biến mưa lớn liên tục nhiều ngày tới khiến lũ trên các sông lên trở lại, nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất tiếp diễn với nguy cơ cực đoan hơn những ngày qua. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, nằm ở phía bắc, vĩ tuyến 12,5 độ vĩ bắc và phía tây, kinh tuyến 112,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió rất mạnh. Ảnh hưởng của bão cũng gây ra gió cấp 7-8 giật cấp 10 cho khu vực giữa biển Đông, sóng cao 3 đến 5 m, biển động rất mạnh. Ở vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10 sóng cao từ 2 cho tới 4 m biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2 đến 4 m biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động. Ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có khả năng nước dâng do bão cao tới 0. Nội dung trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.